Anh chịu quân sự nha các bạn. Mình sẽ đi dọc bờ biển, mình kiếm rồi mình sẽ lên chỗ kia các bạn, lên đồi núi đó, đi dọc 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 theo bờ biển đó mình kiếm, là lên núi đó mình kiếm có anh Triệu quân sự không các bạn. Lần đây là mình phải đi tìm anh Triệu quân sự, biết dẹp ảnh mình xử lý như thế nào đây, bỏ chạy hay là chắc có thể là mình thấy ảnh là mình cũng bỏ chạy các bạn, bỏ chạy và mình sẽ rồi mình sẽ tính tiếp tục. Đây là biển các bạn, bên biển bên núi đó, nhân triệu sự mà trốn anh đó thì sao mà mình tìm ra ra được các bạn. Sóng lứa của bà con đi biển các bạn, ra bờ biển mình quay các bạn xem. Rồi đây mình đi làm, anh này núp còn kỹ hơn anh Tuấn Khỉ các bạn ơi. Bữa giờ không có lộ tin tức, anh không biết anh nằm anh trốn ở đâu. Anh Triệu quân sư, anh có nắm ở đây không? Tôi sẽ đi kiếm anh nha. Có anh lên tiếng như không là tiêu đời anh luôn. Tiêu đời anh mà tiêu đời mình thí mẹ nha các bạn. Nếu như anh núp ở đây thôi, kiếm nào có các bạn. Biết ở ngoài đây làm có. Wow, cảnh này các bạn. Đây cảnh đẹp, cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ các bạn. Bây giờ kiếm vừa đi chơi luôn. Đặc biệt là các bạn không nên làm theo nha, đây chỉ là mô phỏng thôi các bạn, mô tả ấy. Wow, ké dưới biển kém sao này, đúng cái chút chút này bài ké nhỏ nhỏ này. Wow, ké ké các bạn ơi. Wow, ké nhỏ 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 này. Wow, anh Triệu sẽ có thể núp ở đây là anh xuống với ké với cua anh em các bạn ơi, là cua ké có cua ở đây, tảo ké nhỏ nhỏ sùm đây các bạn, chô cua sùm này dấu ơi. Ô cua bự nên rượu xin gửi xuống đây bắt cua các bạn ơi, chô cua nó nhiều. Ui, đó đó đó, mấy anh ngồi đó chú, mấy. Điện trợ anh có thơ xuống biển các bạn, xuống biển dọc bờ biển đây nè, anh trốn. Anh đi bắt cua này, nướng nè, anh sống còn được các bạn ơi. Cua biển nè, để mình bắt con nha các bạn xem. Tôi bỏ ba lô ở tầm, nước nó ướt. Ui, ui. Nó chạy nhanh đó các bạn ơi. Ồ, đây là mình bắt con nha các bạn xem nha, nhiều lắm. Như chẳng hạn anh xuống đây nè các bạn, giờ này anh bắt con. Ua 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 ua, nước lên rồi nó chạy ra. Ôi, một con ơi, gãy chân à, gãy can à. Ôi ôi, chạy lên lại, chạy lên lại, chạy 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 qua đó chú, chụp 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 chạy quá hả chú. Trong đó hả? Wow, cua sâm các bạn ơi, cua đá nhiều lắm. Hành anh có thể anh xuống dập bờ biển này, anh chuyển sợ nấp dưới đây các bạn ơi. Anh nấp dưới đây là xuống đây cua, cua nhiều lắm. Chô còn cũng được các bạn ơi. Wow, hai cua không? Hai cua không các bạn? Hay là anh chịu sợ có thể nâng ảnh xuống biển các bạn ơi, để giờ kiếm thức ăn hơn các bạn. Đấy, cua rất nhiều các bạn, ở đây cua rất nhiều, thức ăn cũng giờ kiếm. Anh đang có thể dọc ở bãi biển, giờ mình tìm giữa bãi biển, đi theo bờ biển các bạn, mình kiếm được có ảnh không các bạn. Coi nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, để mình ra clip tiếp theo cho các bạn xem các bạn. Có thể mình gặp trận sự là mình cũng kết thúc clip luôn, mình không thở ra, tại vì anh này là một tội phạm rất nguy hiểm các bạn. Anh cũng không còn đường thoát, nhấn gặp mình thì anh cũng có thể xử lý mình. Ôi, dính này thằng các bạn, đây này bắt một con này, để xuống biển này bắt những con còng này các bạn. Đấy, đây còng còng mà còng lớn các bạn ơi. Người bắt nhiều thì bắt cỡ vài con thì anh cũng có, nó có dinh dưỡng các bạn, canxi đó, thành đủ sống. Rồi chút nữa mình bắt một mớ cho các bạn xem.
giờ mình nên tìm anh Triệu Quân Sự. Này các bạn, Triệu Quân Sự, anh ơi núp ở đây không? Ủa, đây các bạn, ở những cái đỏ đỏ đây nè, đây là cái thanh long các bạn. Tới đây anh cũng được, đó, anh rất có dinh dưỡng nha các bạn. Điều nào có gai. Nhưng Triệu Quân Sự là anh biết anh ở đây thì anh lột ở đây mấy cái chấm chấm gai ra các bạn. Cái thanh long này, ủa dạng như cái thanh long mà không phải cái ngự long. Mình lột ra mình ăn cái côm cái đỏ đỏ ở trong các bạn. Kệ mấy cái gai ra chứ không ăn là nó dính mấy cái gai đó là nguy hiểm đó các bạn. Đấy, quay cho các bạn xem. Thấy chưa? Thành đi dập bờ biển là không có đói nha các bạn. Thành giờ mình đi ngã đây mình kiếm. Ở đây nói chung là cảnh nó cũng rất đẹp các bạn. Giờ trốn ở đây mà giờ có cảnh thiên nhiên rất đẹp để ngắm à. Mình cũng đi dạo mình kiếm ảnh mà cũng quay cảnh đẹp đẹp cho các bạn xem luôn. Wow các bạn à, bạn chải à, trái đó ăn ngon lắm chú. Hồi dữ ăn cái đó chưa à. Anh Triệu Quân Sự, anh có núp đây không? Hóc đá anh núp ở trong đây, ai đi kiếm ra các bạn. À, ghê không nhá. Ui, cua ở dưới kia nè. Cua biển các bạn, bọt đầy ở dưới kia nè. À, nó ăn dinh dưỡng nó rất cao. Ui, nhiều quá mà không. Ui, cua, nói chung là mấy con ấy đây các bạn. Rất nhiều. Và có cái anh nào đi rừng câu cá kìa các bạn. Anh Triệu Quân Sự chứ thật là không phải các bạn ơi. Wow, cảnh đẹp cua bự kìa bạn. Wow, cua kìa chú. Wow, cái gì đâu phóng to ra các bạn xem nha. Wow, đó là món nào. Wow, rất nhiều các bạn ơi. Cua cá tôm. Mình hành trình tìm tiếp anh Triệu Quân Sự các bạn. Ui, đường đé không bạn ơi. Dọc bờ biển khó leo quá. Mình không có cây chống rung hả các bạn. Mình cầm cây thường ấy. Nó không có chống rung. Nó hơi rung, cái điện thoại quay nó hơi rung các bạn. Các bạn thông cảm nha. Ui, trời đây có ấy nữa các bạn ơi. Có heo nữa nè, có mấy con hèo biển á. Wow, mình đó mình lén mình quay mấy con cua lớn nha các bạn xem nha. Cái bên tối là nó chạy mất mấy bạn ơi. Mà đặc biệt ở đây cái heo nè, anh núp ở đây là anh không sợ đói các bạn. Wow, cua biển nha các bạn. Wow, wow, con ưng nữ không các bạn ơi. Bạn thấy không, để mình phóng bự thử các bạn thấy không nha. Quét điện thoại của mình phóng dưới các bạn ơi. Wow, nó bự. Nè hàng đá các bạn. Đấy. Ồ, nút con nút không các bạn ơi. Wow. Đặc biệt anh Triệu Quân Sự mà tướng đường biển là nó không có đói các bạn. Đây cua ghẹ đầy hết. Wow, nhiều lắm. Anh xuống này anh bắt cua bắt ké, ai nào biết các bạn. Đấy. Wow. Wow, các bạn ơi, heo nè, đây có heo nữa này, cua ghẹ không mà đói được. Wow. Lên què bên kia cho các bạn xem nha. Anh Triệu Quân Sự, anh có núp ở đây không? Ôi, anh không có núp ở đây bạn. Ui, kia này các bạn thấy cua ghẹ đồ đầy hết không. Wow, anh trốn ở đây là anh không có sợ đói các bạn ơi. Trời ơi, rất nhiều đồ ăn nhà mình sợ đói được. Anh chỉ đi dọc bờ biển là không sợ đói thì kiếm cái quẹt hả, bọc ba túi nữa là rồi nướng lên ăn các bạn.
Wow, cảnh này rất đẹp các bạn ơi. Cực kỳ là đẹp nha các bạn. Đó, mình đi vòng 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 lên kia, mình kiếm ở trên kia thì có ảnh không nha các bạn. Đây mình nghĩ là tối anh mới ra, chứ bên ngày thì anh cũng ít đi các bạn. Đây dùng cái nãy đi đó gặp một anh câu ké. Wow, coi các bạn, cua ghẹ đầy hết các bạn. Đây bữa nào kiếm nó lưới ra đây bùa được. Mình đi dọc qua đó nha các bạn, mình sẽ đi cho các bạn xem. Anh Triệu sự này là anh có thể anh chạy trốn á các bạn. Anh được là anh về vừa là anh có thể qua Trung Quốc anh trốn anh lánh nè các bạn. Thành phải tìm cha ra anh đi, chứ không là đỡ anh đi qua Trung Quốc là anh sẽ thoát nạn các bạn. Tội danh của anh là cũng rất nặng, không có nhẹ các bạn. Anh đây là từng giết người và đào ngũ và trốn chạy cướp tài sản nha các bạn. Thành tội này rất nặng, phải trừng trị theo pháp luật, chứ không để cho làm gương cho các bạn, cho những người khác các bạn. Chứ không là họ không biết cái gương ở sau này khỏi có người phạm pháp á các bạn. Wow, cảnh rất đẹp các bạn, cực kỳ là đẹp. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha các bạn, để ra video tiếp theo để các bạn biết, các bạn xem.